Xin chào tất cả các bạn. Và tôi lại làm một video về cái gì? Tôi sẽ làm một cái video hướng dẫn về cài đặt các cái công cụ để lập trình trong Android. Và máy của tôi là Windows 7 và tôi sẽ bắt đầu như thế này nhé. Và cho đến thời điểm này thì cái việc cài đặt này nó khá dễ dàng, không phải như ngày xưa. Ngày xưa tôi thấy cảm thấy nó khá là khó khăn, nhưng bây giờ thì tôi thấy nó rất dễ thôi. Và các bạn hãy, đầu tiên các bạn phải cài cái gọi là Java JDK. Đây, các bạn sẽ ấn vào, bạn gọi JDK và nó sẽ đưa các bạn vào cái trang này nhé. Chắc cái máy tôi nó đang, chúng ta ấn vào đây nhé. Và chúng ta down cái này thôi. Down cái này. Và tôi thì tôi chọn cái 64 bit của Windows này này. Đúng không? Chúng ta phải accept cái accept cái gọi là cái license agreement, và sau đó thì chúng ta sau đó chúng ta thí dụ tôi là Windows 7 thì tôi ấn vào đây. Đấy, các bạn cứ download nó thôi nhá. Tôi thì tôi download rồi và sau đó thì chạy cài cái này, tôi nghĩ là không có vấn đề gì. Đấy là một vấn đề. Sau đó thì các bạn cài cái, sau đó thì các bạn sẽ ấn vào đi tìm cái, đấy là một vấn đề bạn đang cài đầu tiên, và sau đó thì bạn gõ vào đây là Android SDK. Android SDK. Đó này, các bạn sẽ vào cái link này. Đây, các bạn ấn vào cái chỗ này nhé. Tăng 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 tăng. Cái gì đó. Thì chúng ta, tôi thí dụ tôi có ấn 64 bit và tôi agree và tôi ấn vào đây. Các bạn nhìn thấy không? Tôi có rồi nhé. Tôi có rồi và tôi sẽ không down nữa. Các bạn down nó thì nó cũng đâu mấy chục megabyte, cũng khoảng vài phút thôi. Và sau đó thì các bạn ấn vào. Và các bạn mà tải nén cái xả cái file zip đấy ra, đúng không? Thí dụ của tôi đây ở trong download này. Tôi có cái ấn vào đây. Tôi không down nữa và tôi xả nén nó ra. Tôi kéo cái này ra desktop thôi nhá. Tôi kéo nó ra desktop. Và như vậy là tôi có cái file này. Và khi đó thì các bạn, sau khi có cài đặt JDK, Java JDK và cài và download cái này về, thì các bạn ấn vào cái SDK management manager này nhé. Đây, các bạn thấy dễ không ạ? Rất là dễ phải không? Sao nó đang còn chạy, chúng ta đợi một chút. Đấy, thì cái này chính là cái nó quản lý các cái gói. Ví dụ các bạn có thể cài tải về các cái phiên bản mới nhất. Cái này thì bao giờ các bạn cũng phải check này. Rồi các bạn phải check cái này này. Còn ở dưới này thì các bạn chỉ check mấy thứ thôi. Một cái này và check một cái USB drive. Đó. Đấy, các bạn check những cái thứ này nhé. Đó, như thế này này. Các bạn có thể tải về phiên bản mới nhất hoặc các bạn tải về những phiên bản cũ hơn. Cũng nói chung là dần dần thì chúng ta
Nếu mà chúng ta làm việc với những cái bản cũ thì chúng ta ví dụ chúng ta đã làm những cái application với những phiên bản cũ thì nó sẽ cái những người dùng nhiều người sẽ dùng truy cập vào được cái ứng dụng của mình hơn, đúng không? Ví dụ những cái máy cũ, cái smartphone cũ hoặc cái mobile cũ nó cũng có thể truy nhập vào, smartphone cũ nó cũng thể. Còn nếu mà các bạn không quan tâm đến cái chuyện đấy, các bạn chỉ muốn quan tâm đến những cái bản mới nhất thì các bạn có thể, ví dụ tôi chỉ download hai cái phiên bản này thôi, 4.1.2, bởi vì cái smartphone của tôi nó đang dùng cái này và chắc sắp tới nó cũng sẽ update lên cái này, nhưng mà tạm thời nó đang dùng cái này, thành ra tôi chỉ download cả hai cái phiên bản này thôi. Vậy nhỉ, các bạn click vào là như thế, là bởi vì tôi sẽ không click vào nữa vì tôi đã download rồi, và các bạn nhớ như thế, và các bạn sẽ chạy. Sau khi các bạn ấn vào đấy thì các bạn sẽ ấn vào cái nút Install Package này, và cứ dần dần, nó cũng không lâu lắm, dần dần cứ lúc nào rảnh thì buổi tối trước khi đi ngủ, đêm trước khi đi ngủ bạn ấn một nút thì bạn đào hết. Vậy thôi, cái đây nó gọi là phiên bản thì số API 17 và 16 này, đang mới nhất là 17. Vậy nhỉ? Như vậy tôi nghĩ là cái video này tôi đã trình bày xong. Và ở trong này nó có cả cái Xclip này. Các bạn chạy Xclip này. Tôi quên mất, chưa xong hẳn. Các bạn chạy Xclip nhé. Xclip là cái gì? Xclip là cái công cụ để soạn thảo đấy. Nó vừa là trình soạn thảo, vừa là trình biên dịch. Các thứ. Nó gọi là cái IDE đấy. IDE đấy, đúng không? IDE nó tức là cái công cụ lập trình, nó gọi Integrated Environment, cái gì đây, Development Environment là cái này. Ví dụ các bạn có Java ADT này, thì rồi các bạn sẽ phải làm gì? Các bạn sẽ vào cái Window à? Hay là Tool nhỉ? Project à? Tức là chúng ta sẽ phải tìm đến cái mà đây này, Android Virtual Device Manager này, chúng ta phải ấn vào đây, và sau đó các bạn sẽ, tôi đã cài vài cái phần cái giả, đây là nó là gọi là các cái simulation, nghĩa là giả lập các cái điện thoại di động, một smartphone, thì bạn sẽ ấn vào New này và bạn tạo lập một cái, bạn đặt tên là cái gì đấy, NASUS gì đấy, hay là device, thì bạn có thể chọn những cái thứ này, hoặc các bạn có thể chọn những cái thứ thấp hơn, cấu hình thấp hơn, nếu mới quá thì nó nặng máy, nó đòi hỏi cao về cấu hình thì các bạn đặt tên cho nó, chẳng hạn là test gì đấy hay là gì đấy, các bạn muốn đặt thế nào là thì đặt, đây là cái tên của nó thôi, đúng không nhỉ? Tôi cancel bởi vì tôi có rất nhiều thứ ở trong này, và tôi có thể chạy một cái nhé. Start một cái, đây là một cái thiết bị giả lập đấy, launch, các bạn thấy không nhỉ? Nó gọi là emulator, emulator là cái giả, cái virtual machine đấy, giả lập đấy. Đó. Giả lập. Và các bạn nhìn thấy không? Chúng ta đợi một lúc này. Cái này nó chạy hơi lâu nhỉ? Tôi sắp không hiểu tại sao lâu thế chứ. Nó khởi động khá lâu đấy, máy của tôi nó cũng hơi yếu, máy tôi là Core 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 2 mà, nó gọi là Du, tức là Core 2 nhân đấy, Core 2 hơi chậm phải không? Tại sao thế nhỉ? Tại vì tôi không nhớ là bình thường nó nhớ hết những cái thứ này mà tôi đã chạy rồi mà sao nó vẫn lâu ấy nhỉ? Đành đợi nó một tí vậy nhé. Và sau khi chúng ta load xong thì chúng ta thấy nó như này đúng không? Chúng ta có thể ấn vào menu này. Hoặc là chúng ta làm gì đó với những cái thứ này nhỉ? Tôi đóng cái này vào nhé. Tôi đóng luôn cái này. Các bạn nhìn thấy không? Menu này.
Rồi chúng ta có thể ấn vào đây. Đó, các bạn thấy không? Đây, chúng ta có một cái trông giống như là điện thoại di động ấy nhỉ. Google. Đó, có lẽ tôi cái video này dừng ở lại ở đây thôi nhé.